Okay, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái phần loop như scene ở trên con Rift One. Thì ở đây giao diện về phần loop nó giống như cái con controller khác. Và đặc biệt ở đây là chúng ta có thêm tính năng reloop, cho phép chúng ta loop lại cái đoạn chúng ta vừa loop. Bấm giữ shift và sau đó bấm loop, chúng ta sẽ kích hoạt tính năng reloop, loop lại cái đoạn chúng ta vừa loop hồi nãy. Và ở phần scene chúng ta có một cái tính năng vừa được thêm vào trong cái dòng controller, đó là off. Thì cái off này nó giống như cái reset tempo ở trên cái dòng CNC. Khi bấm scene và sau đó chúng ta off đi thì nó sẽ trả về cái giá trị ban đầu của các bạn hát, chứ nó không chỉ đơn giản là giữ cái phần scene lại. Ok, và như vậy là chúng ta đã điểm danh qua về cái tính năng có ở trên con DJ Rift One này. Nếu thấy thú vị thì các bạn hãy cho mình xin một tim, share và đừng quên follow TikTok của Bay DJ để có thể theo dõi thêm nhiều clip thú vị nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong tập sau.